Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Nguyễn Phú Trọng to hơn Hồ Chí Minh. Bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng được đăng trên trang Người Việt Online. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng cố làm bộ khiêm nhường, coi việc một mình làm hai chức là do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng đã có người dùng chữ vua khi nói đến việc ông lên ngôi chủ tịch nước. Nhà báo Oxin Huy Đức trong bài viết Nhất Thể Hóa đã viết rằng nước cũng chỉ nên có một vua. Ông Nguyễn Phú Trọng sau khi được đề cử nắm cả hai chức vụ đã bác bỏ khẩu hiệu nhất thể hóa. Tuy nhiên không thấy ông đả động gì tới chữ vua. Lý thuyết gia số 1 của Đảng Cộng sản, không lẽ ông lại sơ ý không nhìn thấy chữ vua hay sao? Nhưng nhất thể hóa là cái gì? Ông Nguyễn Phú Trọng không đồng ý với nhãn hiệu nhất thể hóa. Có lẽ vì ngó qua còn thấy ông Xuân Phúc với bà Kim Ngân ngồi đó. Trước kia chế độ gồm có tứ trụ, tức là cả Trần Đại Quang. Bây giờ chỉ còn ba, có thể đặt tên tiếng Nga là Troika, chiếc xe ba con ngựa kéo. Nói nôm na tiếng Việt Nam thì dùng hình ảnh kiềng ba chân hay là ba vua bếp. Hai ông và một bà. Tứ trụ giảm biên chế xuống. Từ tứ trụ giảm biên chế xuống còn tam trụ. Troika đã là tình huống lắm rồi. Nếu giờ lại nhất thể hóa theo đề nghị của Huy Đức, tức là phải gạt cả Xuân Phúc lẫn Kim Ngân, đẩy xuống hàng thần tử, bầy tôi của ông Trọng, thì hơi vội vã đấy. Nhưng đó chính là ý kiến của Huy Đức, mỗi nước chỉ nên có một vua thôi. Ông viết, nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam, nghĩa là dù tứ trụ hay là troika, có ba hay là bốn chức, theo Huy Đức thấy, hiện giờ chỉ có một mình Nguyễn Phú Trọng là người đang thực sự nắm quyền lực tối cao, nhãn hiệu nhất thể hóa không thay đổi cơ cấu và thực trạng quyền lực giữa họ với nhau. Đưa Trọng lên, ngồi thêm trên cái ghế quốc trưởng, chỉ tạo tính chính danh cho Trọng mà thôi. Đến đây thì ai cũng thấy lý luận của Huy Đức là lúng túng. Người ta chỉ cần thâu tóm thêm quyền hành, thêm chút quyền nào hay chút đó. Nếu tự xét xem mình chưa thực nắm đủ quyền lực trong tay, một người đang thực sự nắm quyền lực tối cao, thì người đó không cần phải nắm thêm bất cứ một thứ quyền lực nào khác, kể cả là chức chủ tịch nước. Trong chuyện Tàu, nhiều người tìm cách che giấu quyền lực tối cao của mình bằng cách xin thêm, như Tư Mã Ý, bầy tôi của nhà Ngụy thời Tam Quốc. Tư Mã Ý nắm quân đội trong tay, thủ túc đứng chật triều đình, đúng là quyền lực tối cao, nhưng Ý vẫn chưa dám cướp ngôi vì còn sợ thế lực của họ Tào. Khi Tào sảng cho người đến thăm coi thái độ Tư Mã Ý thế nào, Ý giả bộ bệnh tật, lại nhờ cậu sứ giả về tâu xin sảng cho phong mấy đứa con mình thêm vài cái chức nho nhỏ nữa. Ý giải thích, tôi sợ khi tôi chết đi thì con cháu sẽ chẳng còn danh phận nào nữa. Thế là Tào Sảng yên tâm, Tư Mã Ý vẫn còn xin, tức là chưa nắm quyền lực tối cao. Vậy tại sao người thực sự nắm quyền lực tối cao là Nguyễn Phú Trọng lại phải bắt ngay lấy cái chức quốc trưởng khi mà Trần Đại Quang vừa mới tắt thở? Có phải là Trọng vừa biết mình chưa nắm quyền lực tối cao hay không? Huy Đức lý luận cách khác, Trọng cần ngồi trên cái ghế quốc trưởng vì mục đích là để chính danh. Chính danh là một thuật ngữ chính trị xuất hiện thời Xuân Thu bên Tàu, cách đây 25 thế kỷ. Ông Khổng Tử nói rằng, muốn chính trị một nước ổn định thì phải chính danh. Vắn tắt, chính danh nghĩa là người giữ chức vụ nào phải làm đúng với danh phận của mình. Quân quân thần thần, nghĩa là vua làm đúng việc của vua, bầy tôi làm đúng việc của bầy tôi. Huy Đức dùng quy tắc chính danh để biện minh việc Trọng nắm cả hai chức vụ. Nhà báo Tinh Khôn này đã phê bình chế độ một cách kín đáo. Nhà báo vạch ra một sự thật, từ hồi đó đến giờ chế độ Cộng sản không chính danh. Chế độ không chính danh vì vua không làm việc của vua, bầy tôi cũng không làm việc của bầy tôi. Đúng hơn, Cộng sản là một chế độ loạn cào cào, không biết ai là vua, ai là tôi. Đó là bản chất của chế độ Cộng sản, từ Liên Xô qua Trung Cộng đến Việt Cộng. Thử coi bản hiến pháp Cộng sản nói cái gì. Họ nói rằng quyền lực chính trị thuộc về toàn dân, trên nguyên tắc dân bầu cử người đại diện gọi là quốc hội, quyền lực cao nhất nước, do đó phải nắm trong tay quốc hội. Nhưng mặt khác, bản hiến pháp Cộng sản lại đặt tất cả mọi quyền hành vào tay Đảng Cộng sản. Điều số 4 viết, Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội, tức là nắm tất cả mọi thứ quyền lực. Vậy thì đứa nào làm vua, đứa nào làm bầy tôi? Không biết, chế độ Cộng sản bỏ lửng câu hỏi này, vì bản chất của Đảng là nói một đằng làm một nẻo, lúc nào cũng đề cao nhân dân, nhưng trong thực tế thì lo củng cố quyền lực của Đảng. Muốn biết hơn thua, ai vua ai tôi, thì chỉ cần coi đứa nào trong tay cầm súng và sẵn cái còng số 8. Thông thường, Tổng Bí thư Đảng làm vua, Chủ tịch nước là bầy tôi. Thời Lê Duẩn,
những chủ tịch nước chỉ làm bù nhìn, và thủ tướng chính phủ là một thư ký. Tôn Đức Thắng có mời Lê Duẩn nhậm chức chủ tịch nước thì Lê Duẩn cũng không thèm nhận. Một trưởng ban tổ chức như Lê Đức Thọ cũng thét ra lửa, thủ tướng thay chủ tịch không bằng. Nhưng thời Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng lại chiếm vai vua, cả quốc trưởng lẫn tổng bí thư chịu lép vế. Lạ nhất có lẽ là thời Đặng Tiểu Bình bên Tàu, người không nắm giữ chức chủ tịch nào trong đảng cũng như trong nhà nước, trừ vai chủ tịch quân ủy trung ương nhưng lại nắm quyền tối cao. Tất cả do quyền lực cá nhân quyết định, không cần đến danh nghĩa. Cộng sản là một chế độ không chính danh. Tập Cận Bình đã là chủ tịch đảng, lại làm chủ tịch nhà nước, nhưng họ Tập vẫn cố gắng tiêu diệt dần dần tay chân của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Sau đó mới thay đổi cương lĩnh và hiến pháp để chính thức làm chủ tịch vĩnh viễn. Nguyễn Phú Trọng đang bước theo từng bước chân của Tập Cận Bình, nắm cả hai chức cầm đầu đảng và nhà nước. Nhưng gọi đó là chính danh thì sai. Gọi đúng, đây phải là thâu tóm quyền lực cá nhân. Cuối cùng, vẫn cảnh danh không chính ngôn không thuận như Khổng Tử cảnh cáo. Ngôn không thuận, cho nên Nguyễn Phú Trọng lúng ta lúng túng, không dám nhận rằng mình đã kiêm hai chức vụ, từ chối mấy chữ nhất thể hóa nhưng vẫn không phủ nhận mình thực sự nắm quyền lực tối cao. Cũng không bác bỏ ý kiến nước chỉ có một vua, mà cũng không từ chối vai trò vua được quân sư Huy Đức phong tặng. Không dám nói thẳng, không dám nói rõ ràng, chính vì danh không chính nên ngôn không thuận. Chỉ có một điều Nguyễn Phú Trọng nói năng rất rành mạch, tự tin là khi tự so sánh mình với Hồ Chí Minh, ông Trọng đóng vai khiêm tốn rất khéo, nói rằng liên quan cá nhân tôi thì nói cũng khó nói, để mọi người biết ông khiêm nhường. Rồi ông nói tiếp, nhưng trước đã có thời Bác Hồ là chủ tịch nước, vừa là chủ tịch đảng, như tôi. Ý nói, tôi, Nguyễn Phú Trọng, người đang giữ hai chức vụ trên, cũng chỉ ngang hàng với chủ tịch Hồ Chí Minh mà thôi. Nhưng ai cũng nhìn thấy vai trò của ông Hồ Chí Minh ngày xưa với Nguyễn Phú Trọng bây giờ rất khác nhau. Thời Hồ Chí Minh vừa làm chủ tịch nước, vừa làm chủ tịch đảng, thì cả hai tên gọi đó đều vô vị. Cả hai chức vụ chỉ ngồi làm vì, đóng vai nghi lễ, không nắm chút thực quyền nào cả. Lê Duẩn mới thực sự nắm quyền sinh quyền sát. Họ cho bác nghỉ ngơi chờ ngày chết. Có lần hội nghị đảng, Hồ Chí Minh muốn phát biểu ý kiến mà không được phép nói. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng nắm quyền thực sự, còn được tán xưng là quyền lực tối cao nữa. Cho nên khi đem Hồ Chí Minh ra để ví với mình, Nguyễn Phú Trọng rất tự hào. Không những nắm cả hai chức vụ như bác ngày xưa, Trọng còn nắm quyền hành thực sự tối cao như lời Huy Đức xưng tụng. Trọng có thể qua mặt cả Tập Cận Bình. Tập Cận Bình ngày nay, quyền lực có thể ngang với Đặng Tiểu Bình đời trước, nhưng không dám tự so sánh với Mao Trạch Đông. Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn quyền lực mạnh hơn cả Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ông Trọng muốn gì? Bài viết của tác giả Đào Đức Thông được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Nếu thâu tóm quyền lực để phe phái khử nhau giành miếng ăn và miếng sau lại to hơn miếng trước thì đất nước Việt Nam này sẽ thật sự lâm nguy trong tương lai. Có thể nói, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra thành công trong việc củng cố lại quyền lực của Đảng. Và trong trung tâm quyền lực đó, ông Trọng đóng vai trò một trưởng lão, vị thế của ông cụ xưa. Vừa là người đứng đầu thực sự tập thể lãnh đạo quyền nghiêng chính sự. Các nhánh quyền lực của thể chế chấp hành sự phân công của Đảng hay thực tế là của ông Trọng. Chú ý các trọng điểm mà ông Trọng chỉ đạo trong trận địa chống tham nhũng vừa qua, sẽ nhận ra ông Trọng đang điềm tĩnh bóc từng lớp bánh da lợn, từng lớp. Chưa thấy lực lượng chuột phản ứng, nhưng có lẽ cũng có bảy binh bố trận chống lại ông Trọng. Vụ Formosa dường như cũng hướng vào tham nhũng. Việc Trịnh Xuân Thanh, thông tin cứ lai rai được tìm thấy lại cũng hướng vào tham nhũng. Án Phạm Công Danh, chứng cứ tới đâu xử tới đó, cũng như rúng chuột trong hệ thống tiền tệ. Sự tìm người tài không tìm người nhà, đã thấy lai rai xuất hiện chuyện con của ông này bà kia trên báo bị phanh phui. Núi pháo, rồi mobifone, gọng kìm đã mở. Coi trong đó, chuyện lúc bình minh và hoàng hôn nhiệm kỳ, có con cái nhà ai che trời, quấy nước. Chính sự chưa đầy nửa năm nghiêng cờ, ông Trọng đã đặt trọng tâm của mình vào việc dọn dẹp. Tới giờ này, ông ấy ghi được dấu ấn không phải là không ngoạn mục. Thực ra, ông Trọng muốn gì? Những yêu cầu cải cách chính trị trong nước vẫn không thấy có chuyển động gì. Trong một kết quả cho thấy rõ ràng hơn cả việc chống tham nhũng, trung tâm quyền lực đang được Trung ương nắm giữ còn xít sao hơn trước. Lần đầu tiên thấy có văn bản truyền đạt ý kiến của Tổng Bí Thư về các vấn đề cụ thể như nên xử vụ này, nên tiếp tục vụ án kia. Vụ Trịnh Xuân Thanh,
Câu giới thiệu của những người phát biểu hay tham gia xử lý là tiếp thu chỉ đạo của ông Tổng Bí thư. Vụ mua AVG, Chính phủ cũng nêu trong văn bản thông báo vừa kín vừa hở rằng đây là việc theo chỉ đạo của Ban Bí thư. Dân chúng, thậm chí là đa số đại biểu Quốc hội, ý này chúng tôi không chắc 100%, không được biết quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư. Trong khi đó, một kết quả của Trung ương vừa rồi là xác định thẩm quyền của Bộ Chính trị trong những vấn đề kinh tế xã hội. Có thể nói, Đảng Cộng sản đang lãnh đạo đất nước theo hiến pháp, nhưng cũng đang nắm trọn quyền hành, thậm chí là chi phối đến hiến pháp theo chiều hướng có lợi cho Đảng. Một chính phủ kiến tạo hãy còn là những định nghĩa mơ hồ. Một nền công lý đang được bảo đảm bởi cơ chế liên ngành. Một cuộc bầu cử gạt đi hầu hết ứng viên độc lập. Một quốc hội tiếp tục đồng tình trao món nợ tự do với người dân. Một xã hội mà công dân thụ động chờ được ban phát, từ thái độ biểu thị lòng yêu nước đến tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống. Một khung cảnh nghiêm trọng mà mọi việc chỉ có Đảng mới nhúng nổi tay vào, thì mức độ tập trung quyền lực vào Đảng, vào Tổng Bí thư dù tài ba trong sạch gì, cũng được toàn dân chú mục thường xuyên và có cảnh báo. Truyền thông trong nước cũng hân hoan làm chiến sĩ chống tiêu cực. Cần nhớ lại và thấm thía bài học thắng lợi rào rào của PMU18. Nên nhớ, chúng ta chỉ là chiến sĩ chứ không phải là sĩ quan chỉ huy. Rõ ràng chỗ đứng và nguồn tin không chỉ là kế sách bảo vệ mình mà còn giúp cho người dân xác định đúng tọa độ quan sát của họ. Truyền thông của Việt Nam đang tạo ra cho người dân Việt ảo tưởng rằng họ có công cụ quyền lực giám sát. Đó là một sai lầm chết người. Không, quyền lực thực sự hãy còn nơi tay Đảng. Có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa tìm được cách giao nó lại cho nhân dân thực sự, hoặc là không muốn chuyển giao. Ông Trọng cũng hiểu chống tham nhũng trong Đảng, chính quyền, trước hết là chống bộ máy mà trước kia ông không kiểm soát được. Bây giờ mọi chuyện đã dễ hơn nhiều, bộ máy ấy chỉ còn là tàn quân. Vấn đề là ông có thật sự làm triệt để vì nhân dân và đất nước hay không? Nếu thâu tóm quyền lực để phe phái khử nhau giành miếng, và miếng sau lại to hơn miếng trước, thì đất nước Việt Nam này sẽ thật sự lâm nguy trong tương lai.